Mình đang đứng đường Bạch Đằng các bạn, gần tới đường Lê Lợi á. Đi tới đoạn 100m nữa là tới đường Lê Lợi. Thì hồi xưa ở cái đoạn đây nó có một cái chợ tự phát các bạn. Nằm trên vỉa hè với nằm trên cái lòng đường của đường Trần Bạch Đằng nè. Thì sau này vì vấn đề trật tự người ta dẹp cái chợ các bạn. Thì sau đó cái chợ nó gói gọn lại. Rồi cái chủ nhà đây họ mới cho mấy người ở chợ thuê để đưa hàng hóa vào trong cái nhà đây. Thì bây giờ là nó gọn vô trong một cái nhà các bạn. Đây, gọn vô trong cái nhà số 236 thôi. Nhưng mà vẫn gọi là chợ Bạch Đằng các bạn. Cái chỗ đây hồi xưa gọi là chợ Bạch Đằng. Người ta bán trên vỉa hè các bạn. Hồi xưa là bán trên vỉa hè với lòng đường đây. Bây giờ gói gọn đây vẫn là một cái chợ mà. Người ta vẫn là gọi là chợ. Thì ở đây cũng có nhiều người, người ta cũng quen đi chợ đây, người ta cũng mua đủ thứ này mà. Thì hiện tại mình thấy nó nhỏ quá, thôi mình cũng không vào. Thấy người ta bán trái cây. Rồi cái đó, cái bà cô đây bà mua ra đậu hũ nè. À đậu khuôn, xin lỗi, giá. Nói chung là mấy cái loại rau củ ở trong đây cũng có mà. Cũng nói chung là cũng 3-4 quầy gì trong đây. Ở trong đó cũng có rau có củ rồi. Ở ngoài đây cái cây trồng rau trứng. Cái chợ đây chắc mình nghĩ là chợ nhỏ nhất Quy Nhơn. Ngoài thì có nước mía giải khát. Còn bên hông đây là như cái đường đi đường hẻm đi vô. Nó gần như nó gói gọn trong một cái nhà. Nếu mà ai đi ngang không biết thì tưởng cái hộ đây họ kinh doanh, nhưng mà thật ra không phải, hồi xưa là cái chợ. Cái chợ bây giờ họ rút gọn lại. Rồi họ cũng không giải tán mà, rút gọn lại. Họ đem mấy cái quầy người ta bán ngoài đường, người ta thuê vô trong cái chợ đây cũng tính ra cũng được là 5-6 quầy rồi mà. Dọn vô trong đây. Trái cây. Rồi khác rồi bán rau quả. Nói chung là mấy người đi chợ mà mua nấu ăn đồ, người ta cũng ghé đây người ta mua được cũng được rồi. Hồi xưa là mấy cái xóm gần đây là họ đi chợ Bạch Đằng hay không? Chợ nhỏ nhất Quy Nhơn các bạn, 236 Bạch Đằng. Vẫn còn, gọi là tạm thời mình gọi là chợ nhỏ nhất Quy Nhơn. Chợ tự phát, nhỏ nhất Quy Nhơn. Xin chào các bạn.